cho các em cái format của bài thi VSTEP. Bài thi VSTEP là bài thi 6 bậc theo khung tham chiếu châu Âu dành cho Việt Nam. Đây là bài thi trong nước. Bài thi này được tổ chức tại 27, hiện tại bây giờ là 27 trường trong cả nước. Các cái trường được bộ cho phép như là trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Chúng ta sẽ thi 4 kỹ năng nghe, đọc, viết và nói theo đúng thứ tự thi trên máy tính. Nghe 45 phút, đọc 60 phút, viết 60 phút và nói 12 phút. Chúng ta sẽ thi 4 kỹ năng này trong một buổi. Bài thi này dành cho cả 3 trình độ B1, B2 và C1. Theo như tên gọi của VSTEP là bậc 3, bậc 4, bậc 5. Chúng ta cần đạt trung bình điểm như thế nào? Đối với trình độ B1 thì 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các bạn cần đạt trung bình điểm là 3,75 trên 10, làm tròn lên 4 trên 10. B2 5,75 trên 10, làm tròn lên 4 trên 10. Và C1 8,25 trên 10, làm tròn lên 8,5 trên 10. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng nghe. Chúng ta sẽ có tổng câu hỏi là 35 câu hỏi dưới dạng hoàn toàn là trắc nghiệm. Và chúng ta sẽ có 45 phút. Trong 45 phút này là tổng thời gian cả file nghe nó chạy và thời gian người ta cho mình đọc câu hỏi với lại đưa ra đáp án. Bài thi nghe chúng ta có 3 phần, phần 1, phần 2 và phần 3, độ khó của nó sẽ tăng dần lên. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng đọc hiểu, chúng ta sẽ có tổng số câu hỏi là 40 câu và chúng ta sẽ làm trong 60 phút. Họ sẽ cho chúng ta 4 đoạn đọc, 4 đoạn đọc và dưới mỗi đoạn đọc này chúng ta sẽ có 10 câu hỏi liên quan đến đoạn đọc đó. 4 đoạn đọc này sẽ ở 4 cái mức độ khó dễ khác nhau, có đoạn dễ, có đoạn khó, có đoạn trung bình và có đoạn rất khó. Có những câu làm có thể làm theo kiểu kỹ năng và có những câu làm theo khả năng thực lực, tức là các bạn phải có kiến thức, các bạn phải có vốn từ vựng các bạn mới làm được. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng viết, chúng ta sẽ có hai bài viết trong 60 phút. Trong đó bài số 1 là bài viết thư. Họ sẽ cho chúng ta một cái tình huống và chúng ta sẽ được yêu cầu viết một cái lá thư hoàn chỉnh với độ dài ít nhất là 120 từ. Bài số 1 này, bài viết thư này chiếm 1/3 số điểm của 10. Bài thứ hai là bài viết luận. Họ sẽ cho chúng ta một chủ đề hoặc là một cái ý kiến quan điểm nào đó và người ta yêu cầu chúng ta phân tích cái ý kiến quan điểm đó. Bài thi này, bài này chúng ta sẽ được yêu cầu viết ít nhất là 250 từ và bài này được 2/3 số điểm của 10. Điểm của bài này gấp đôi điểm của bài viết thư. Phần kỹ năng thứ ba là kỹ năng cuối cùng là kỹ năng nói. Chúng ta sẽ có 3 phần và chúng ta sẽ nói trong tổng thời gian 12 phút là cả thời gian chuẩn bị và thời gian nói. Chúng ta có 3 phần và đến phần nào thì câu hỏi của phần đó nó sẽ hiện lên trên màn hình. Các em nhìn vào câu hỏi và các em trả lời. Khi các em trả lời, cái máy tính nó sẽ ghi âm giọng nói của chúng ta và bài nói của chúng ta sẽ được lưu lại trên máy tính. Giám thị họ sẽ tải xuống và họ sẽ chấm. Hiện tại bài thi VSTEP phần lớn là sẽ được thi trên máy tính. Trong cả nước có duy nhất trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia là trường duy nhất thi trên giấy. Còn các trường còn lại là thi trên máy tính. Và có một điều cô giáo muốn lưu ý đối với các bạn đó là gì? Các trường thường là có hai hình thức thi. Một là hình thức thi VSTEP, thi trên máy tính, là đề thi của bộ, phôi của bộ. Và hình thức thi thứ hai thường là thi trên giấy. Cũng có trường thi trên máy tính, đó là hình thức thi dạng nội bộ CEFR, là bài thi 6 bậc theo khung tham chiếu châu Âu. Đây là bài thi quốc tế. Các bạn dùng cho việc đi học, ví dụ như là đầu ra sinh viên, đầu vào đầu ra thạc sĩ hoặc đầu vào đầu ra tiến sĩ thì các bạn phải thi bài thi VSTEP, thi trên máy tính nhé. Thi trên máy tính và thi tại trường chứ không phải là thi online tại nhà đâu. Thi trên máy tính, thi tại trường và dạng thi là thi VSTEP. Và cái lệ phí thi thường là 1 triệu 8, có duy nhất trường Đại học Thái Nguyên là 1 triệu rưỡi thôi, còn các trường còn lại là 1 triệu 8. Đó. Nếu như những bạn nào mà băn khoăn lăn tăn không biết là cái dạng thi của mình có phải là bài thi chuẩn phôi của bộ không thì các bạn có thể inbox Zalo cho mình theo số điện thoại này. Và các bạn cần tư vấn các bạn cũng có thể inbox Zalo cho mình số điện thoại này. Mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn có thể có cái có thể quyết định được cái bài thi nào là cái bài thi mà có lợi cho mình nhất, dễ nhất và có lợi cho mình nhất. Và chứng chỉ nào là chứng chỉ chuẩn nhất. Cảm ơn các bạn.